cha nuôi, cha ruột. Đi đi, chồng cô đã cầm ngôi nhà này để đánh bạc và thua sạch rồi. Giờ hắn trốn ở đâu không biết. Từ giờ, ngôi nhà này là của tôi. Mẹ con cô không được sống ở đây nữa. Đi nhanh lên. Mẹ, mẹ ơi, giờ chúng ta đi đâu? Mẹ ơi, chúng ta đi đâu bây giờ? Nhà mình cũng bị mất rồi. Mẹ ơi, ba bỏ trốn rồi ư? Không sao đâu hai con à. Nhất định ngoại ở trên trời sẽ phù hộ độ trì cho ba mẹ con mình tìm được chốn nương thân mà. Cô Lành, có phải mẹ con cô Lành không? Sao lại ra đây ngồi thế này? Dạ, nhà em, mẹ con em giờ không có nơi nào để về nữa bác ạ. À, nếu không chê, chị có thể mang hai cháu đến nhà tôi trú tạm. Tôi ở một mình, không có phiền hà chi đâu. Cảm ơn anh, nhưng như vậy e như không tiện cho lắm. Sợ mọi người dị nghị, anh lại khó xử. Có gì mà khó xử chứ. Tôi ở một mình thì lo gì người ta dị nghị. Thôi, cô và hai cháu cứ về nhà tôi, mọi chuyện để mai tính tiếp. Các cháu đang buồn ngủ lắm rồi đấy. Hai năm sau. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ tụi con mà đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Hai con à, mẹ nghĩ mẹ không qua khỏi được. Hai con nhớ phải nghe lời ba, phải có hiếu, phụng dưỡng ba chu đáo, nghe chưa? Anh à, cảm ơn anh thời gian qua đã cưu mang ba mẹ con em, mặc cho những lời dị nghị của mọi người xung quanh. Anh có thể thay mặt em chăm lo cho hai đứa nhỏ này được không? Từ khi chúng sinh ra, chúng đã quá thiệt thòi rồi. Có anh, em có thể yên tâm ra đi được rồi. Được rồi, anh hứa. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Con à, chiếc đèn này bị hỏng nặng rồi. Để mai ba mua cho con chiếc khác nhé. Không cần đâu ba ơi, ba cứ để dành tiền tiêu cho việc khác. Con thắp nến học bài cũng được mà. Không được, ba không thể để cho con thắp nến học bài vào đêm tối được. Hại mắt lắm. Ba ơi, ba ơi, con đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi. Con đạt giải nhất rồi sao? Đây, ba nhìn đi, con nhận được giấy khen và phần thưởng nữa nè. Ừ, đúng rồi, đúng là con rồi. Con đạt giải nhất rồi. Ôi, con của ba giỏi quá. Thằng Hùng nhà tôi đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh đấy. Mọi người nhìn này, con trai của tôi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh rồi nè. Ôi, con trai anh giỏi thật. Ừ, giỏi thật đấy. Giỏi cũng có phải là con ruột của anh đâu chứ. Đúng là... Sao lại nói quá đáng thế chứ. Thắng ơi, Hanh ơi, các con của tôi đâu rồi? Là ba, ba về rồi đây. Ba ư? Đúng vậy, ba đã trở về với hai con. Ba đến đón hai con đây. Trước đây ba có lỗi với hai đứa khi bỏ đi mà không nói gì. Giờ ba về rồi nè, hai con về với ba nhé. Ông không phải ba tôi, đây mới là ba tôi. Anh Hùng này, tôi biết anh đã vất vả nuôi dưỡng hai cháu nên người. Nhưng giờ tôi đã về rồi, tôi xin anh nói giúp với hai cháu một câu. Về với tôi để cha con được đoàn tụ. Chào ba, chúng con mới đi học về. Hai con mới tan học đấy hả? Có mệt lắm không? Học hành có vất vả không con? Hai con, lại đây nghe ba nói nè. Hai con à, ba rất vui vì quãng thời gian qua được sống với hai đứa. Nhưng giờ, người ba thật sự của hai đứa đã về rồi. Ba nghĩ hai con nên quay về với ba của hai con. Người ta vẫn nói chim có tổ, người có tông mà. Hai con nghe ba, vào nhà sắp xếp quần áo rồi về với ba con đi. Con không thích về. Đúng, con chỉ thích ở với ba thôi. Hai con nói như vậy là không được. Dù sao, ba cũng chỉ là ba nuôi thôi. Hai con phải quay về với ba đẻ để đền đáp công sinh thành cho ông ấy chứ. Nào hai đứa, vào sắp xếp đồ đi. Nội đang đợi hai con ở nhà đấy. Thôi, vào xếp đồ đi con. Chú đã ăn cơm đấy à? Nhà nấu nhiều canh quá, mang sang cho chú một bát đây. Chị Loan đấy ạ. Khổ, tưởng được sung sướng như hai đứa trẻ,
Ai ngờ. Đấy, tôi đã nói với chú rồi, chú cứ nuôi con của Tu Hú làm gì? Giờ chú thấy thấm chưa? Nuôi chúng bao năm qua, lẽ ra giờ là lúc chú được nghỉ ngơi rồi, vậy mà giờ lại cô độc ăn cơm một mình thế này đi. Ba ơi, đèn con lại bị hỏng rồi. Để đấy bà thay cho. Ôi, mình thật là lẩn thẩn. Bọn trẻ chúng đâu còn ở đây nữa chứ. Nhưng sao đâu đâu mình cũng nghe thấy giọng của chúng thế này. Ba ơi, rót con cốc nước. Ừ, đợi ba chút. Tại mình nhớ tụi nhỏ quá mà. Ba ơi. Đâu đâu cũng nghe thấy giọng của lũ trẻ thôi. Ba ơi, tụi con về rồi này. Con về với ba rồi đây. Các con, ba có nằm mơ không đi? Không, ba không nằm mơ. Tụi con đã trở về với ba rồi đây. Các con. Thế còn ba đẻ của các con? Thế này không được đâu. Các con mau về, kẻo ông ấy lại mong. Ba, chúng con nghĩ kỹ rồi. Chúng con sẽ không bao giờ rời xa ba nữa đâu. Dù ba với chúng con không phải máu mủ, nhưng những gì ba đã làm cho chúng con còn hơn cả một bậc sinh thành. Ba ơi, chúng con suốt đời là con của ba. Đúng đấy ba ạ. Ôi, hai con của tôi đã thực sự trưởng thành rồi. Điều kỳ diệu của cuộc sống. Cô thông báo với cả lớp, ngày mai chúng ta sẽ có buổi ngoại khóa. Chúng ta sẽ đi đâu ạ? Cả lớp sẽ vào rừng khám phá cảnh vật thiên nhiên. Sau đó, mỗi bạn sẽ viết một bài cảm nhận thật hay về chuyến đi và nộp lại cho cô nhé. Vâng ạ. Thưa cô, thế bạn Phương có đi cùng chúng ta không ạ? Phương, chỉ ít hôm nữa là em sẽ được chuyển sang trường khác rồi. Em có muốn đi dã ngoại với cả lớp không? Đường rừng rất khó đi. Em có muốn nghỉ ngơi ở nhà cũng không sao. Cô sẽ miễn bài cho em. Thưa cô, em rất muốn trước khi chuyển sang học ở trường đặc biệt, được đi chơi cùng với các bạn lớp mình một lần nữa. Cô cho em đi nha. Em sẽ nhờ anh trai em đưa đi, để không làm phiền mọi người ạ. Thôi được, vậy ngày mai cả lớp sẽ cùng đi nhé. Cứ tưởng trong rừng có gì hay, hóa ra chẳng có gì ngoài mấy cái cây gỗ to. Ừ nhỉ, tớ cứ tưởng cảnh vật trong rừng phải đẹp như trong truyện cổ tích ấy chứ. Thế này thì có gì mà viết bài thu hoạch nhỉ? Ê, các cậu nhìn kìa. Cái Phương ngốc nhỉ, cô giáo cho nghỉ ở nhà mà còn không thích. Đi vào rừng, mình còn chẳng thấy gì đẹp thì Phương sao thấy được gì mà làm bài chứ? Mình mà như Phương, mình sẽ ở nhà cho khỏe. Các em không đi khám phá xung quanh hay sao? Cô ơi, chúng em đi mãi mỏi chân quá, nên đứng nghỉ chút xíu ạ. Các em nghỉ một lát rồi qua đằng kia, nghe bác quản lý khu rừng giới thiệu về thế giới động vật thực vật ở đây nhé. Dạ. Em sao thế, Phương? Anh có nghe tiếng gì không? Có tiếng chim non ríu rít quanh đây. Ồ, đúng là có một tổ chim. Chim mẹ đang mớm mò cho chim non. Anh để em ngồi yên một lát nhé. Anh đi ngắm cảnh rừng đi. Để em ngồi một mình, anh không yên tâm. Anh sẽ ở lại cùng em. Em sẽ ngồi yên ở đây, anh cứ đi tận hưởng cảnh rừng, rồi lát quay lại đón em cũng được mà. Em không sao đâu. Thôi được, anh sẽ đi quanh đây, đừng có đi lung tung đấy nhé. Ôi chao, không gian mới tuyệt làm sao. Cô đã chấm điểm bài thu hoạch sau chuyến đi dã ngoại của các em. Kết quả khiến cô rất thất vọng. Phần lớn các em đều viết rất hời hợt, như thể chưa từng vào rừng vậy. Mai, em có thể cho cô biết lý do tại sao không? Dạ, thưa cô, sự thật là em và các bạn đều không thấy rừng có gì thú vị đáng nhớ cả. Đúng đấy ạ, vào rừng chán lắm cô ơi. Cô không nghĩ như vậy, vì trong lớp ta có một bài viết rất xuất sắc về buổi dã ngoại. Là ai thế nhỉ? Đó là bài viết của Phương. Phương, cô nghĩ em nên chia sẻ cảm nghĩ của mình cho các bạn cùng nghe.
thưa cô. Mắt em ngày càng kém đi. Giờ em không còn nhìn thấy mọi thứ bằng mắt thường nữa. Vì vậy em đã tập cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan mà mình có. Em cảm nhận được những tia nắng vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá và nghe được tiếng cựa mình của những nụ hoa đang chờ được bung nở, tiếng chim hót trên cành cây và cả mùi thơm của rừng cũng là những điều thật tuyệt vời. Đối với em, mỗi phút giây trong đời đều thật sự quý giá. Vì vậy, em không muốn bỏ lỡ điều gì cả. Tốt lắm, em ngồi xuống đi. Phương, em đã không chỉ cảm nhận sự sống xung quanh mình bằng các giác quan mà còn bằng cả trái tim mình. Hãy nhìn và cảm nhận mọi thứ thật kỹ để cuộc sống của chúng ta luôn ngập tràn những niềm vui và mới lạ. Các em nhé! Vâng ạ! Hàng rào nghĩa tình. Ê, bức tường đổ rồi, giờ phải xây lại thôi bà ạ. Chứ không thể để trống huê trống hoắc thế này được. Để tôi gọi xe gạch đến, mai tôi với ông đào móng rồi làm luôn hen. Này ông Phúc, ông làm thế này là không được. Tôi xây tường nhà tôi thì ảnh hưởng gì đến nhà ông mà ông bảo không được. Ông nhìn lại đi, ông đang đào móng lấn ra phần con hẻm để đi lại. Ông xây tường thế này thì còn đi kiểu gì nữa? Con hẻm là đất của nhà ông hay sao mà ông giữ? Ông đừng chỉ biết có nhà mình như vậy. Không phải đất nhà tôi, nhưng nếu làm thế này thì còn lối nào cho mọi người đi nữa chứ? Tôi không đồng ý ông sẽ lấn ra lối đi chung như thế. Ông nên biết điều thì tốt hơn. Đường đi chung mà, sao ông lại làm như thế? Tức chết đi được. Bây giờ tính sao hả ông? Kệ ông ta không dám làm gì đâu. Mình cứ xây thôi. Bà mau gọi chú Công về đây. Chú ấy là cán bộ trên tỉnh, lời nói cũng có trọng lượng hơn tôi. Ý ông là sao? Nhà ông Phúc làm tường rào mà lấn hết cả con hẻm đi lại là sai rành rành ra rồi. Nhưng tôi nói ông ta không sợ đâu. Chú Công lại khác. Chú ấy là người có chức tước, có tiếng nói ở cái làng này. Chú ấy nói họ sẽ sợ mà rút lui. Ừ, đúng rồi. Để tôi gọi cho chú ấy cho. Này ông, chú Công bình thường bận thế, sao tự dưng lại về? Không lẽ chú Công về vì chuyện xây tường rào nhà mình? Có thể lắm, bà xem kìa. Kệ họ, tưởng là cán bộ mà mình sợ à? Việc mình cứ làm. Em cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, có mỗi việc này mà anh chị gọi em về gấp sao? Chuyện đất đai sao lại là chuyện nhỏ được? Việc nhà ông Phúc lấn hết cả con hẻm là chỗ đi lại như thế đâu có được. Con hẻm mọi người đi lại đang rộng rãi là thế, nay tự nhiên bị lẻm nhỏ đi. Đường là đường chung, chứ có phải của nhà ông ta đâu mà chiếm dụng bừa bãi thế được. Việc này đúng là nhà bác Phúc có sai. Ờ, sai quá đi chứ. Nhưng mà biết làm thế nào được. Hai nhà ở cạnh nhau, có gì thì anh chị cứ dùng tình làng nghĩa xóm mà khuyên bảo. Chứ anh chị đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng bên đó đâu có nghe. Mà cái ông Phúc này, trước nay cũng là người biết điều lắm, nay sao lại cứng đầu đến thế chứ? Ừ, vậy thì chỉ còn cách này anh chị ạ. Bác Hoang, nhà bác làm gì thế? Sao lại dựng lại hàng rào vào trong? Vâng, vợ chồng tôi quyết định dịch hàng rào vào trong một chút, chừa lối đi lại cho bà con. Đường bé quá, xe cộ đi lại nguy hiểm chú ạ. Bác nói đúng quá, ai cũng nghĩ được như bác thì chả mấy mà làng ta lên làng văn hóa. Ừ, ông à, tôi thấy ngại với nhà bác Hoang và hàng xóm quá. Hay là...
này ông, ra mà xem. Nhà bác Phúc lắp cái móng tường cũ lại rồi. Bác ấy đào một cái móng mới, dịch vào 3 tấc kìa. À, thế hả? Để tôi ra xem. Ê, bác Phúc, bác làm thế là phải lắm. Giờ con đường này đã rộng rãi, thoáng đãng, tha hồ đi lại. Chắc bà con quanh đây mừng lắm. Ờ, thì tôi cũng là nghĩ cho tình làng nghe sớm nên mới... Thế là tốt rồi bác ạ. À, bà về lấy dụng cụ ra đây, tôi với bà giúp các bác ấy một tay. Vâng, nhất trí. Một lần nông nổi. Anh Tèo ơi, xuống tắm đi, mát lắm. Anh phải đi chăn trâu bây giờ. À, tại anh không biết bơi chứ gì. Anh xuống đây đi, em dạy bơi cho anh. Không sợ đâu. Có cái gì mà sợ? Chẳng qua là anh phải đi thả trâu bây giờ thôi. Trâu no cền thế kia, cho ăn làm gì nữa. Xuống đây, bọn tao không dìm đâu. Chúng mày cứ tắm mà không cột trâu lại, nó mà ăn lúa nhà tao thì đừng có trách. Anh xuống đây đi, em bắt chuồn chuồn cho cắn rốn là anh biết bơi ngay. Chúng mày thích thì cứ bơi đi, tao không biết bơi thì cũng chẳng làm sao. Tí, trâu của mày ăn lúa nhà tao rồi, lần này đừng có mà xin tha nữa nha. Anh Tèo ơi, anh Tèo, anh Tèo, em xin lỗi, cho em xin lại con trâu đi. Không xin xỏ gì hết. Em xin anh, không dắt trâu về, bố mẹ em cho ăn đòn mất. Bỏ tay ra, ai bảo mày thích trêu tao không biết bơi, hôm nay tao cho mày mất trâu luôn. Em xin lỗi. Tránh ra. Anh ơi. Ai bảo dám coi thường mình. Lần này cho thằng Tý khóc hết nước mắt cho bỏ tức. Con trâu nhà ai đấy con? Dạ, đây là con trâu nhà thằng Tý bố ạ. À, nó ăn lúa nhà mình nên con đem về đây. Trời ơi Tèo, sao con lại làm thế? Con có biết đối với nhà nông như chúng ta, con trâu đáng giá thế nào không hả? Bố, nhưng nó ăn lúa nhà mình mà. Vậy thì con phải bảo với bố để bố nói chuyện với chú Tư chứ. Chuyện này có gì to tát đâu mà phải giữ trâu nhà người ta. Nhưng... Không nhưng gì hết, mang trâu sang trả cho em Thí ngay. Từ nay con không được xử sự như thế nữa, nghe chưa? Con không dắt. Nó là người sai, nó tự sang mà dắt về đi. Thằng Tí đáng ghét. Tất cả là tại nó. Tại nó mà mình bị lũ bạn chê cười. Tại nó mà mình bị ba mắng. Mình ghét nó. Nhà thằng Tí. Được rồi. À, cứu, cứu. Cứu bơi, cứu, cứu, cứu bơi. Tí ơi, anh xin lỗi, tại anh không tốt. Em mau tỉnh lại đi. Tí, Tí ơi. Anh Tèo, đừng có lay em mạnh như thế. Tí, em tỉnh rồi, may quá. Tí ơi, tha lỗi cho anh. Tất cả là tại anh. Đúng, tất cả là tại anh không biết bơi nên hại em suýt chết đuối đấy. Nếu anh biết thế thì ngày mai theo em học bơi đi nha. Đồng ý, đồng ý. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!